Sau đây tôi hướng dẫn các bạn về nguyên tắc và quy tắc taxi các sản phẩm lớn của công nghệ Shinano. Sau khi các bạn đã vào K1, K2 thật chuẩn, sơ nót thật chuẩn thì nguyên tắc taxi thì chúng ta sẽ xi từ dưới xi lên. Đấy, các bạn bắt đầu xi, các bạn cẩn thận sẽ bị văng cái hóa chất dơ nó lên thì sản phẩm sẽ bị ố. Về nguyên tắc taxi thì các bạn cứ xi từ dưới xi lên. Đấy, các bạn xi cái nó hơi sáng sáng thì các bạn di chuyển. Và nguyên tắc taxi thì các bạn cứ đi theo đường vòng, cứ bán dần lên. Và nếu sản phẩm lớn thì các bạn phải có một cái phương pháp nữa là vừa xi vừa rửa các cái hóa chất dơ nó bám ở các cái cạnh, đọng ở các cái chỗ trũng thì các bạn rửa đi. Đấy, các bạn cứ làm như thế này. Về nguyên tắc thì cứ từ dưới xi lên và phải rửa, thỉnh thoảng cứ rửa những cái hóa chất đọng ở chỗ trũng là khá ok. Đấy, sau khi các bạn cứ làm lần lượt từ dưới lên trên như vậy thì các bạn sẽ xi như chúng tôi coi như lần một. Các bạn lần một thì các bạn chỉ xi bạc nó hơi sáng sáng thôi, khoảng được 50% thôi. Đó. Thì sau khi xi xong lần một thì nguyên tắc chúng ta phải rửa thật sạch. Sau đó thì chúng ta lại quay lại, chúng ta đi bắt đầu xi cho được sản phẩm, bắt đầu quay lại. Về nguyên tắc cũng là xi từ dưới xi lên và đi đến đâu được đấy thì sản phẩm nó đi đến đâu sáng đấy. Thì coi như là sản phẩm xi được là căng luôn. Đấy, thành phẩm. Đây, các bạn cứ theo nguyên tắc này. Các bạn xi thì chắc chắn các sản phẩm to đến bao nhiêu các bạn cũng làm được, không vấn đề gì cả. Đấy các bạn, đây là bước là xi được luôn này. Về nguyên tắc thì các bạn cứ xi giật từ dưới đi lên thôi, thì sản phẩm to đến mấy các bạn cũng làm khá ok, không vấn đề gì cả. Đấy, các bạn cứ vừa xi cho các bạn cứ vừa rửa các cái nước thải động